được. Con này phải được 50 cân. Đấy, 50 cân là cái sắc em ạ. Xin chào các bác. Trên cuộc hành trình câu cá xuyên Việt thì hôm nay tôi lại trở về hồ này, hồ Lò Gạch em nhé, ở Hà Nam. Đấy, ngay trên cầu Yến Lệnh. Thì hôm nay đi câu hồ này thì cũng đã câu rất nhiều lần rồi. Câu mè, câu trôi, nhưng hôm nay quay lại để câu rô và câu các loại cá. Hồ này thì hồ gần như bán tự nhiên, cũng không thả cá. Nhưng mà các loại cá tự nhiên thì cũng nhiều. Nên hôm nay thư thái nên lại đi tự nhiên anh ạ. Tự nhiên hôm nay thì tôi sẽ dùng cái tổng hợp thơm, tổng hợp tanh anh nhé. Và hai người thì tỷ lệ là một nửa thơm, nửa tanh. Pha được cả anh Cường Lão Quỷ nữa. Anh em cũng vừa đi câu sông với tôi khắp nơi về. Câu hồ bán tự nhiên thì đơn giản, không cần phải hương liệu gì nhé. Câu rô, câu trôi thì tôi sẽ mix luôn hai loại thơm và tanh với nhau. Mấy cái mồi ủ tổng hợp thơm tanh này thì rất nhiều được anh em tự nhiên dùng nhé. Tự nhiên cũng như dịch vụ, nhưng mà tự nhiên nó sẽ mạnh hơn anh ạ. Nó sẽ không cần phải hương liệu. Sẽ cho lượng nước vừa đủ để pha mồi xả. Nước này khá là sâu anh ạ, nước tầm khoảng 4 mét. Thì tôi sẽ cho nó chặt chặt, xả chặt chặt chút. Đấy, cho chặt chặt chút. Cho một ít cái anh em dùng tơ nhện hoặc tạo dòng thêm mình nhé, để cho mồi nó kết dính, nó không dính tay. Nhưng mà tí tôi sẽ vò chặt để cho nó xuống, nước nó khá là sâu anh ạ. Cái mồi ủ thêm mình thì là cái nó thay đổi trạng thái rất là tốt. Anh em thích đánh tơi cũng được, mà thích đánh bết được, thậm chí là anh em đánh lăng xê được nhé. Tôi là đánh lăng xê vào mồi này rồi, khoảng tầm phải 30 phút đến 1 tiếng nó mới tan, không cần về chất tạo dẻo hay là kết dính gì cả. Đấy. Ok. Đấy, còn xả thì tôi sẽ cho thêm cái gạo ngũ sắc em ạ. Gạo rượu ngũ sắc để cho nó thêm cái lưu đáy. Ấy, tụt rồi. Tụt rồi, hàng đây rồi, anh Cường ơi. Rô phi à? Ui chạy. Ô, con cá vèn. Cá vèn. Trứng móm. Ui lâu lắm con cá vèn, to thế. Trứng móm này anh em ơi, đấy, đi câu tự nhiên à. Đủ các loại cá luôn. Vèn này. Có cá rồi, trứng móm rồi. May nhá, may Tân không phải mời anh đi nhá. Mày bữa ấy. To quá. Thôi. Ui, còn hàng rồi. Tại bên kia mất. Ui, khiếp cắm cần kìa. Kinh chưa? Cần 54 mà nó cắm thẳng xuống hồ luôn. Thôi, đánh thẻo 2 chấm thôi. Nhẹ nhàng tình cảm anh em ạ. Cười anh cứ lắc lắc làm em chóng mặt quá. Chúng hổ biết ngay luôn. Không có con gì đây, hay là tí lại con rô bằng tay thì buồn cười lắm. Cái hổ này nó dị lắm anh ạ. Con rô bằng tay nó cũng chạy thế. Hôm trước câu đây xong là thả dây, mấy anh em cứ trêu vào cái ông này không biết câu. Rô đúng ở bàn tay luôn. Nhưng mà thi thoảng lại đứt phành phạch anh ạ. Gặp con trôi khoảng 3-4 cân thì đứt thành phạch luôn. Anh nghĩ là mè, mà mè nó lại ăn kiểu đấy nhỉ. Đấy, đi câu tự nhiên nó sướng, chả biết con gì. Xong mất thì lại toàn cá to. Ui, nặng lắm. Nặng lắm. Con rô bàn tay này. Chắc một mũi thế nào. À, to to anh ạ. To to. Không phải rô. Ôi nghe anh, cái trục của anh em nhà đi. Nghe phê thế. Nghe rít sướng thật.
chưa nhìn thấy mặt. Ui, cá chim. Cá chim. Ở đây có cả. Yeah, ở đây có cả cá chim à. Ui, trôi khủng. Trôi khủng. À, phê của anh Cường ơi. Đầu 2 là 2 cân rưỡi. Hơn đấy. Ui. Hơn 2 cân anh ạ. Hơn 2 cân, con này 2 cân rưỡi. Mập. Phê quá. Rồi, thằng nào chạy ghê thế. Rồi, trông bóm rồi. Mày quá. Ui, trôi anh em này. Trôi tự nhiên đẹp phê luôn. Con này chắc khoảng hơn 2 cân này. Ăn cả chim. Yeah, thích ăn cả chim à? Ăn gì một đấy à? Rồi, phê rồi anh ơi. Rồi, có con trông bóm rồi. Trôi à? Hồ này trôi to nhỉ? À, đúng rồi. Hồ này thì nhiều trôi lắm. Đã trước em câu nhiều trôi đó. Mùi sơn có nhất không? Phê quá. Lại tiếp rồi, ui dồi mất thinh luôn, không đóng được. Đấy, đánh tự nhiên cứ thơm với tanh đã, không phải hứng liệu gì anh ạ. Đánh đơn giản. Anh em nhiều lúc đi cứ cầu kỳ. 4:30 phát ra nháy nha em đấy. Vâng, 4:30 là vừa. Anh em mình đánh 2 hai nữa. Vâng, tí cháu gửi chú ơi. Dồ. Rồi hình con gì đây? Ôi chơi khỏe thế. Lại trôi à? Lắc cái này lại trôi rồi. Đúng, trôi thật. Trôi. Trôi. Bóng luôn. Đánh lưỡi này hợp lý anh ạ, lưỡi nó nhỏ. Ngon rồi anh ạ, có 2 con trôi rồi, 2 trôi 1 vền rồi, đàn trôi nó vào rồi anh ạ. Bập với anh ạ, con này không phải trôi. Này không phải trôi, ui, trời khỏe thế. Cái gì đấy? Thôi trôi không? Đàn trôi vào rồi. Ui, trôi thật, đàn trôi luôn rồi. Cái này lại mày có cái cẩn vật mới dài. Này này, gần 1,5 cân. Chuẩn thế nhỉ. Nhưng mà phải lắp phao, nó phải người lắp phao nữa anh ạ. Nó phải nhấp nháy cơ. Cần vào chuẩn mà nó cứ đứng như thế càng lắm. Anh ném gần nhỉ, vì nó dốc. Em phải đánh tụt vào trong thì. Wow. Ok, là Bác Tuấn. Úi giời ơi, còn gì đấy. Đừng nói trôi nữa nhá, thôi chán trôi rồi. Úi giời ơi, con chép coi. Sao lại có con chép coi đây nhỉ? Không được, anh câu được 2 con coi đẹp phê luôn. Ui con này thả vẻ là ngon luôn anh ạ. Thả vẻ ngon. Ui, hại ông thức mờ, anh không biết. Đẹp thế. Không còn coi, đây là coi xịn luôn hả nhá. Chú ơi, ở trong đền. Sao lại có con chép coi đây nhỉ? Trong đền nào. Hả? Trong đền nào. Không được anh hỏi rồi. Không được, anh câu 2 con coi đẹp lắm. Ui đẹp chưa. Con coi hôm trước em biết không? Nó văng chóe, một con nó thì là đen trắng, đỏ trắng. Không được hại, không còn coi nó phải 1,5 cân. Thế yeah. Con vàng ấy, to cỡ ấy. Ngon đấy anh ạ. Ừ. Một câu là ngon đấy. Cái bệ nha to. Con này về thả bệ đẹp quá. Đỡ luôn anh ạ, thế là cuốn nổ rồi. Cái hồ rộng này mà để cuốn nổ khó lắm ấy. Ừ. Có
của anh con gì nó nhấp. Đó, hôm nay to quá. Đấy, ủa ôi xưa lại rồ. Đi đấy, chạy. Khỏe quá anh ơi. Khỏe thì... khỏe quá. Khỏe lắm, cá đi nó khỏe lắm. Cá khỏe thật. Cá khỏe thế. Cái con gì này? Trôi à? Nhìn kiểu lắc lắc này giống trôi lắm. Đấy, vẫn trôi thật. Úi dồi, chưa trắng. Sợi cầu lắm loại thế. Đúng mùi tổng hợp của các. Chua trắng anh ạ. Chua trắng. Ôi, bốn loại luôn. Vèn này, chua đỏ này, chép này. Ôi trời ơi. Phí quá. Đâu, chua đỏ anh ạ. Chua đỏ hồi chua trắng. Nhìn nó trắng trắng ấy, tưởng chuyện chua trắng. Chắc lắm cá này nè. Kinh nhỉ. Ủa lại cái chép. Đánh tổng hợp các loại. Ủa mà chép nó mới ngon này. Nhờ. Chép tự nhiên này anh ạ. Đấy. Chép tự nhiên đấy. Con này mà về nấu cháo là chuẩn luôn. Con này chắc khoảng 5 lạng. Quá chuẩn này. Phải quá. Anh Cường ơi, anh Cường cố lên, anh Cường giật đi. Không, anh phải có dơ. À, cứ từ từ anh nhỉ. Ừ. Đi câu nó phải... Cái đi câu có ngay, phải đi câu buổi đâu. Kiên trì bình tĩnh. Vẫn phải xả cho nó tí là cho nó giữ ổn. Nào rồi. Mà gió to nó biết ô nó bay luôn cả bè. Ủa, ông ở đây lấy cái mũ của anh mà đội. Trời ạ. Ôi, bảy con này phải, con này phải 3 cân. Nó nhảy lên. Ôi phê thật. Mẹ mới đàn luôn. Đàn trôi rồi. Không chừng là ngày của anh hôm nay ngày của Hải rồi. Con này cũng không còn đâu đã. Ừ. Đâu anh vừa đánh 54 nhưng mà nó có ra đây. Ơi càng sướng trôi đúng món sở trường, đang đi tìm trôi đây. Ui chạy, này chạy. Ui trôi to đấy, không phải bé đâu. Không bé đâu. Ôi. Trôi to đấy. Ừ. Phê nhỉ. Ui Cường ơi, phê quá anh. Con đây để anh, để anh ơi, nhưng mà anh đứng dậy là nó bay luôn. Cần cái cầm gỗ đây chẳng. Để thế. Ôi, đừng mất. Ui, phê quá. Ui to đây anh à. Hôm trước to anh cầu cũng to. Con hôm trước phải tầm hơn 3 cân. Thế à? Ừ. Phê thế. Nó nhảy kinh nhỉ. Ui nó nhảy phát mà em giật mình luôn.
54 anh, 54. Ui con này to đấy, con này khá đấy. Con này to. Anh tự nhiên phê thật. May cả thằng khẩn kịp chứ không thì đứt luôn. Bằng con đầu, bằng một đàn đấy. Con này đầu 2. Cẩn thận, thế thôi. Anh sợ, anh bị thẹo nhỏ nhỏ, anh sợ. Ơ đừng, đừng, đừng. Chắc chắn nổi hẳn. Anh ngửa cái mặt vợt lên. Ngửa nó cũng ơ. Cái này 5.5 hát nhưng mà... Chứ được, nó vào trong này. Ngoài, ngoài, ngoài kia. Trời ơi, nhanh lắm. Rồi. Cái chân vợt này hơi yếu quá nhỉ. Rồi. Ủa, con này to hơn con kia. To đấy. 2.5 cân. Đấy, to. Đấy, to đấy, phê. Em à? Ui, ai em căng trên cái ô, ô kia. Cái ô này nó... Ô này sao nó không căng lên được nhỉ? Anh ngồi ô này, bay cả thùng này. Bay cả thùng, bay cả... Sợ bay luôn cả. Nó kéo cả phao đi luôn thì... Ủa? Không phải chân này ông, nhỉ? Hôm bây giờ cô mè ở hồ nào nhỉ? Hôm nay hôm trước em bảo cô mè ở hồ nào nhỉ? Trên này không ngồi được ô đâu nhỉ? Thôi. Anh lấy gheo chung nắng, quên em lại không mang chung nắng. Lại ăn tiếp. Phệnh cả cổ lên rồi. Con gì đây? Chép à? Chép. À trôi. Ồ trôi rồi. Để anh kéo cân của anh lên. Rồi, ôi con này khôn nhỉ? Nó chạy phát thẳng vào tọa luôn. Và vật. À đấy à. Qua anh lại có việc. Vừa rồi nó ngập hết cả sông này vào đúng không? Ừ. Cái nào nhiều có loại cá lạ nhỉ? Anh vừa câu được còn cá koi nữa. Có cả cá koi. Có cả lăng luôn á. Ờ lăng à? Biết đấy, hay đấy. Lớn ngớ theo cái đánh tanh này lại với con lăng. Ừ. Con chết gì này. Úi, lại trôi. Trôi nhảy lên. Bò lên. Thôi, mong rồi. Bò ác quá. Không cần trôi giỏi để bò nó sướng. Bong chứ không phải. Không, theo hai. Ừ, anh đánh theo ai chưa đây? Hết mình cứ cười thế, trong khi đó anh Cường chưa có nào, lại còn thả đi. Cuộc đời nó là thế. Người ăn không hết à anh? Kẻ lần nhận ra, buồn đấy. Bảo rồi, anh chưa đến giờ mà. Tí anh làm cho em con 10 cân đi. Thế, chỉ cần một con thôi hả? Đúng không? Đấy, của anh ăn rồi đấy. Thuy hoang rồi chờ tắt đúng không? Của anh ăn rồi đấy. Đây, để em xả cho anh. Của anh bắt đầu nhấp nháy đây. Nhấp nháy đấy. Vừa nhấp nháy đấy. Anh đánh khéo 2 chấm nữa. Đừng căng quá anh nhé. Hôm qua ở đây ăn được con lăng cân rưỡi. Có cả lăng à? Có mà, cả lăng cả ngạnh đó. Hay quá. Chính gọi là hồ tự nhiên sông nó vào thật đấy nhá. Đấy, của anh hơi bập, chắc là trôi được vào đó đấy. Thì anh kéo chỉ lên tí anh ạ. Anh cho cái chì nó hở ra khoảng tầm 3 phân anh ạ. Sẽ nhạy hơn. Gọi là đánh chì. Tấm hạt á? Tấm hạt anh thì không mang. Ôi. Chép rồi, con này chép. Chạy kiểu này là chép. Nào, anh đoán nào. Phần lá đang trôi đấy. Đoán cái gì? Trôi à? Thế thế. Ồ, trôi thật. Đúng nguyên đàn luôn nhỉ? Thử nguyên đàn trôi luôn. Hôm nay chơi câu trôi là phê rồi. Hôm trước anh Cường với Tân về Tuấn thì một đàn chuyên trống nhỉ? 2 chấm bo thoải mái. Mà đánh cái này tí lại chuột rút anh ạ. Vì nó không có thế bo. Tí à, chưa ăn gà lại không cầm được cái đùi. Cầm một đùi thật ý. Con đầu tiên. Ôi thôi. Con này to, con này về anh Cường ấy, anh cầu cứu ạ. Với được.
Dòng hôm trước hải gì cho anh hôm dòng của tay nó hôm nay đang trên vợt này. Đấy, dòng hai tay này nó đỡ hơn. Dòng của tay trong với nó mỏi lắm. Rồi, thank you anh. Đấy. Anh vượt có nghe mà. Mình cứ đi có đồng đội nó khỏe hơn hẳn đấy. An tâm hơn hẳn đúng không? Kẹp xả nó giữ ổ đấy nhỉ. Rồi thả dây. Ấy là to đấy. Đấy nhắc cái là anh Cường lên ngay. Được sao à, nãy giờ nó ăn bánh. Ôi giời ơi, thế. Dùng phi. Đấy con bằng bàn tay đấy, hôm trước mấy anh em cái tôi em cầm xả con này. Nhưng anh thấy nó khỏe. Ôi khỏe nhỉ. Khỏe. Chết mày. Ồ đây có con to này nhá, con gà rô to này. Anh em mình bỏ chung giỏ nhá. Ừ. À, cái con đầu tiên của anh Cường. Đó, rô cũng phải 5 câu được thấy rô phi tự nhiên thì ngon lắm. Rô phi hồ này cực ngon luôn. Ôi giời ơi. Thôi. Ôi lại mất cân rồi. Càng thế, đúng ngủ trôi rồi. Lại trôi à? Lại trôi à? Hải nhắc anh tụt phao à, tụt chì phạt anh tụt chì phạt ăn luôn. Lại trôi. Ấy. Chứng tỏ này giờ nó ăn có khi mình về chưa biết. Anh em lâu lắm đi hồ. Hồ rộng cái câu phê thật. Lại nhờ anh Cường. Anh em mình phải hỗ trợ nhau không là không giữ sức được đâu nhỉ. Thêm một chục con như này là sái tay đấy. Cái gì đấy? Trôi à? Ui trôi. Rồi. Thôi một cái... ok em lấy đi. Một... Lấy đi không nắng. Một cái thẻo câu mà... Câu đi em, đa cá đang ăn mạnh đấy. Một cái thẻo mà câu được gần chục con đấy nhỉ? Vâng, thẻo này tốt đấy nhỉ. Test hôm nay test thẻo này. Test thẻo này ổn đấy. Hai chấm mà trôi phi mầm ấy. Phải năm trôi, phải năm con rồi đấy. Năm sáu con rồi. Năm sáu con rồi. Anh nhá. Anh ở miền Trung. Anh ở giữa. Anh ở Quảng Bình. Anh Quảng Bình. Quảng Bình quê tơ ơi. Sáng nay anh treo chuông là biết dân mày suốt. Bảo sáng nay em có thể anh treo cái bè đấy không? Treo phạt xoay không tròn luôn. Sơn ơi có cái áo chống nắng nào không? Ừ, anh nhường hết cá chấm cá chép cho em, anh chỉ bắt trôi thôi. Rô phi nó đi lạc vào chỗ anh Cường à? Đánh gần rô có anh ạ. À, thôi anh hôm nay mục tiêu là làm con rô 4 cân là được rồi, đấy của anh đang ăn đấy. Của em đang ăn này. Cô em có đang ăn này, ui giời sướng quá, nghe cái tiếng rít sướng nhỉ. Ôi. Chết rồi, lần trôi nó cuốn đổ rồi. Bây giờ có trôi mà chưa đứt cái thẻo nào. Bây giờ quy định là cân không được thả nhá. Không được thả cân này anh. Không được thả cân nhá. Thả lại hồ nhá. Đứng đấy có thả đâu. Nhưng mà ở đây có những con trôi 7-8 cân anh ạ. Mình không biết thế nào được đâu. Đúng rồi. Mình cứ cẩn thận. Từ đây đến chiều cái gì ra làm được. À, mình cứ thi đấu đâu mà phải ấy, anh. Ủa, con này to đấy. Ô. Ô, anh vượt nghề nhỉ? Anh vượt công nhận là xuất sắc quá. Có nghề không trượt con nào. Đấy, đi câu nó vui đấy, này, làm như này. Câu tự nhiên nó sướng. Này cứ làm như này mà Phương Anh được gì nhỉ? Ui con này về kho nhỉ? Kho mục anh nhỉ? Kho mục là chuẩn luôn. Kho mục là nét đấy.
Chết mày này. Lại rô rồi. Lại rô rồi. Anh bảo chết mày thôi. Rô thật. Ủa, hôm nay anh đánh con bị sốc á. Hả? Sốc. Sốc à? Ừ. Thế đây bỏ vào đây, vào đây em. Con này ngon đấy anh ạ. Ừ. Rô này ngon lắm ấy. Hay chưa? Anh đánh chơi đàn rô à. Thôi anh em cứ phân công nhau đi. Nhau, em đánh trôi, em cứ chuyên nghiệp trôi đi. À. Chưa gì đã thấy mỏi mỏi tay đấy. Ôi trời ơi. Của anh nó lôi con à? Không phải đâu. À. Con nó vào. Ủa, mà nhanh thế. Em đọc ở trên đấy ấy. Anh ơi, anh đừng sọc sọc xuống nước nó sẽ nặng. Thế à? À. Anh cứ thấy gà là anh cuốn hết cả kê lên. Cái gói như này nhưng mà nó màu khác em. Rồi. Màu hơi tím tím ấy. Ờ đúng rồi. Vị thơm đúng không? Đường pha mùi có đá thêm cái này không? Ui dồi, anh mà pha mùi thì nhất luôn. Cả mà. Ui dồi, ra anh chuyển sang màu tìm than đấy em ơi. Lại về 500 anh em lại đến tìm về 286. À cho nó uy tín. Đấy, anh ấy cho một nửa thơm nửa tanh ấy. Thêm một hạt này vào. Cái này hạt để xả anh ạ. Cái gạo ủ ngũ sắc này để xả để cho nó lưu đáy anh ạ. Cái con cá nó quanh quanh nó cứ nhặt. Ok. Anh về chơi anh ra anh cho tanh nhiều hơn chút. Vâng. Hôm nay trời nắng nắng nên mình muốn bắt cả chép cả các loại khác thì mình cho tăng thơm. À. Ôi thả dây nhá. Thả dây nhá. Bỏ luôn nhá. Nhìn trong này à? Ôi trời ơi, lại cá coi cơ. Con này về tải vẻ phê luôn. Màu gì đấy? Cá coi màu đỏ anh ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Anh có đây con coi được anh câu. Ủa anh câu con coi to lắm. Ông kia ông lấy mà cái ông chủ hôm đấy luôn. Con này về thả bể là ngon rồi. Hôm nay đây được hai con coi đẹp rồi nhỉ. Vâng, hai con coi đẹp rồi. Coi này ở sông nó vào, chắc vừa rồi cái hồ nào đấy. Bị ấy ra, bị sổng ra. Ui, coi đẹp chưa? Ghê luôn. Coi. Anh phá mồi này mình có coi chứ không? Ui, mồi chuẩn luôn anh ạ. Ô, anh cơ phá quá. Gươm mềm vừa cứng. Trạng thái mồi, nghe như chuẩn luôn. Như sơn là trạng thái mồi đó. Đấy, mồi xả này chuẩn anh này. À. Xả này nó hơi bết tí, nó sẽ lưu đáy. Đợi tí. Nhanh nhanh nốt. Còn cái mình dám sáng ăn nốt. Ngày nắng nhỉ. Ngoài cà phê. Anh hình nào cá thế nào rồi anh Cường? Ui ôi ngon thế. Ôi, đúng là gặp này gặp anh Cường là chủ nhà hàng của quán cá lóc Cường Ba nhá, đúng là món sở trường luôn. Nên anh em vừa câu được mấy con cái là có cá nướng ăn ngon luôn nhỉ. Rô này, trôi đỏ này, trôi trắng này, mới lại cả con gì đấy? À, con cá thiểu, cá mương. Ngon nhỉ? Đấy. Hôm nay giới thiệu đây là phù thủy câu cá anh em nhá. Đấy, biệt danh của anh em, cá gì cũng bắt được. Ở thổ địa của hồ Lò Gạch với lại quanh khu sông Hồng. Dù này mới ngon anh nhỉ. Ôi có quả chuối chín này. Ui chuối chín rồi anh em ạ. Chuối chín cây chứ. Chanh nó non không ăn được đâu. Chín chín rồi thì. Đây quả này chín rồi này. Đấy chín rồi này anh em. Chén rồi đấy. Mời các bác nhé. Đấy, đi câu hôm nay
không có đồ ăn nên là phải nướng cá, ăn chuối. À có cả sung nữa anh em ạ, sung nữa. Anh em ra hai sung. Sung này sung nếp nhá. Làm thì lá non rồi. Ăn với cá. Rồi, thế là có bữa trưa rồi anh em ạ. Như câu là gọi là tự cung tự cấp. Rồi, anh em vào mâm thôi. Ăn này anh em ạ. Ồ, ngon thế, tầm này đói. Đấy, may làm sao mà có cái lọ muối này anh ạ. Đấy. Cho cái muối vào giữa. Ui, nhiều quá. Ngon lắm. Đúng rồi. Lúc đói cái gì ngon. Thì lấy ra này cuốn cá anh nhé. Anh Cường, em xin miếng cá anh Cường nhá. Ý rồi, ăn miếng này là ngon nhất này anh ạ. Cần là xương. Thôi mời các bác nghe em, thì em đói em ăn trước. Cho tim muối nữa. Mày đúng là cái lọ muối này là đa dinh năng. Đấy, cá mình câu nhá. Mình tự nướng nhá. Sung hái. Đây, may quá đầu bếp rồi. Đầu bếp phải bổ sung ngay là vì cá chưa đủ này. Đấy, câu lên phát nhà anh nhỉ. Là 50 phút là có đồ ăn ngay. Vào việc ngay. Anh em ăn nhà hàng không thể ngon bằng ở đây đâu. Riêng cá nướng này đúng là chỉ có dân câu mới được thưởng thức thôi. Anh em này xem này, đúng là chỉ có dân câu mới có những cái món thế này anh em ạ. Đấy, món cá này. Hôm nay bốn loại cá luôn anh nhá. Bốn loại luôn. Anh tưởng 6 loại chứ nhỉ? Mình câu thì được 6 loại nhưng mà mình ăn thì bốn loại thôi. Anh nhỉ, bây giờ anh em nhá, bóc cái vỏ đây này. À, bóc vỏ đi. À đây này. Đấy. Ồ ngon chưa? Xảy ra luôn. Đấy, thịt trắng muốt này. Nhìn sầu sầu bẩn như này thì trắng mốt nhá. Con này đối anh Cường đoán lại con gì đấy? Tươi trắng à? Con này mới ngon anh ạ. Trắng mới lại con rô phi ngọt ơi, ngọt em ơi. Rô phi ngon hơn này. Sơn miếng này. Ủa rô phi ngọt thế? Thịt nó dai mà ngọt. Dai cực kỳ. Anh bảo là con 3 cân hôm trước mà. Rô phi đấy đấy cát đấy, rô phi đấy cát rô phi. Ngon đúng không? Ngon. Rô đấy con 5 lạng mà ngon. Con 3 cân. Đấy hôm em ngọt con 3 cân hơn. Con 3 cân hôm trước mà nướng này. Cho Sơn miếng chua trắng này, chua trắng hiếm thì em về con rô phi đấy nhá mà em không ạ, được ăn một miếng nào. Đấy còn món này nữa. Em cầm về nhá. Em cầm về thế là em bổ làm đôi. Xanh em bổ làm đôi, em rán một nửa để cho bọn trẻ con ăn thì ba đứa nó ăn hết một nửa không? Đang rán nó bảo là ra nó bỏ muối hết rồi còn nữa không lại vẫn đang rán nốt nửa luôn. Thôi, có một cái to nhất mà nhảy ra làm sao? Xuống dưới đi. Kinh thật đấy nhỉ? Con mà tân bắt cho chuẩn bị cho vào bếp đấy, thả lại đấy. Biệt thì cho nó đi luôn thì xong. Lại còn nữa, ối giời. Ối giời. Ăn lửng luôn, cho ăn lửng luôn. Rồi đến giờ rồi đấy. Đến giờ rồi. Lên nào. Nhất tràng vàng như tràng đông mà. Chịu khó đi Sơn. Rồi. Đây, bọc luôn. Bánh dại mà, giờ này bóc luôn rồi nhanh. Bóc luôn. Đồ mình to hả? Mặt trời đấy đẹp lắm. Đi rồi, con rô phi. Ấy, bóng mất rồi. Bông. Tao nghe con bông mới là con to ấy kìa. Ừ, anh của anh bông đẹp thế. Hôm nay anh mất hơi nhiều con to ấy chứ. Anh em mình xem thành quả nha, anh Cường nha. May hôm nay không như hôm ở ấy. Ở sông Hồng. Lên một mình để anh đỡ bên anh. Mày trồi phế lắm. Anh giữ cái bè. Ok. Em kéo đi, em lên đây. Cẩn thận. Kéo lên được không? Từ từ. À, này chỗ này bực luôn. Ôi, khả năng phải nhờ anh Cường ơi.
Kẹo như này. Oh, nó bục đây em ơi. Hôm nay rất phê luôn. Cẩn thận em bục nha. Anh nghe, anh nghe chưa nào. Đấy. Kéo lên. Ui trời. Trời dù chấm cỏ có một gần chấm cỏ cực kỳ to luôn. Hôm nay đúng là ngày của anh Cường. Anh Cường lại bắt được ít hơn nhưng mà toàn có to nhỉ. Nó. Ôi con ạ, 50 cân lấy em ơi. Thế yeah. Ừ. 50 cân cả. Em nghĩ không đến đâu. Không, không đến hết được. Ờ, đến đây, đến đây. Đến đấy, hai anh em mà Khanh không đổi mà. Nào. Ok. Trời ơi. Thế chưa? Nhiều chưa em? Này phê nhỉ anh nhỉ? À, ngoài em đều cỏ của anh à. Con này anh thì là phải tâm này đúng được câu tổng hợp anh ạ. 4 đấy nhỉ? Ủa đúng rồi, đếm, đếm được khoảng 9 loại cá. Anh cho tí nước vào đây nhỉ? Ôi nhanh nhanh nhanh, con này nó chết. Ờ. Ui, con vàng đẹp quá. Ui, con chấm cỏ to chưa? Con này phải được anh 4 phải 50 cân. Đấy, 50 cân là cái sắc em ạ. Không biết nữa nghe. Chủ hồ ra này. Em thả thả con, thả hai con kia để phao danh cho nó sống. Ừ. Ui, đầy ú luôn. Con cá cóc kìa. Con cá cóc là con gì ạ? Con cá đấy. À vâng, hôm nay bọn cháu câu 9 loại luôn ạ. Anh đổ ra nhá. Hai con trôi này, trôi đỏ với trắng nhá. Chép này. Không, để anh lấy. À. Ui, con này khá. Ui, con không, đây con mấy con coi kìa nó chết. Em lấy nhanh lên hả em? Hôm nay đúng là mùi tổng hợp anh nhỉ. 9 loại cá anh em, 9 loại cá. Vì thơm. Đây hôm nay anh em đánh hai cái loại trộn với nhau rồi nhá. Thành mới thơm. Thật ra là 10 loài đấy, anh nghĩ là 10 loài, 19 loài đó. Ừ, 10 loại. Cá giói này là 3 này. Cá chép là 4 này, cá coi là 5 này. Cá rô là 6 này. Cá cái con gì này? Cá à, cá chày là 7. Cái cả cá gì nữa nhỉ? Cá một con ngành. Cá chip không có. Ngành này. Cá lăng. À cá ngạnh nữa. Lăng. Ui phê. Ở hôm nay là đã đời anh ạ. Đấy anh em 530. Mà gần Hà Nội Hà Nam nhá. Đấy là gần Hưng Yên thì đến hồ câu Lò Gạch em ạ. Hồ này câu rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay đúng là câu được nhiều loại cá nhất em ạ. Phê. Ở trong này hai anh em đã tay rồi. Mà lại đây là còn xử lý mấy con cá nướng buổi trưa nhá, tự nướng rất là ngon. Trôi ở đây thì phê lắm, chạy khỏe. Ok, thì xin chào các bác nhé. Hẹn các bác tiếp tục những cuộc hành trình của Hải Tiên Minh đi câu khắp nơi. Và xin chào. Ôi, bây giờ dọn đồ mới là mệt đây này. Câu cá đã mệt thì bây giờ dọn đồ còn mệt nữa.